Ơi, hello, xin chào cả nhà. Hôm nay không có lên video, 3 4 ngày rồi. Vẫn cả nhà. Hôm nay tại vì cuối năm nên cũng có đám tiệc này nọ. Cho nên lu bu mấy ngày không có ở không để mà soạn hàng lên tiếp hàng cho mọi người. Hôm nay mình mới rảnh nè. Với ngày mốt thì đã có một số cái thùng hàng mới về. Hiện tại thì đáng lẽ là bữa nay mình nó bị kẹt 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 ở hải quan rồi, cho nên là chắc khoảng ngày mốt hoặc ngày kia hàng nó mới về nữa. Còn đây là mình giới thiệu những cái hàng còn lại ở ở shop. Số điện thoại của em là 0933 119 646. Mọi người đặt hàng xin nhắn tin hoặc gọi điện vào số điện thoại này. Nếu tin nhắn mà em không có phản hồi lại, tức là những cái sản phẩm đó mặc định đã bán rồi. Cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ chúng ta vào vào cái những cái sản phẩm đầu tiên. Đây là cái dây AV, dây AV audio nè của thằng Sony, nội địa Nhật. Chiều dài nó chỉ có 1 mét thôi, mới chưa sử dụng. Và những cái đầu này là nó mạ 24K, thì mà mạ 24K là độ tiếp xúc của nó rất là tốt, giúp cho cái đường truyền âm thanh nó không bị nhiễu, nghe hay hơn. Và ở đây nó chỉ có 1 mét thôi, chiều dài 1 mét, mới chưa sử dụng. Đó, ra về rất là bền và cho ra cái độ âm thanh nó tốt hơn so với dây dỏm. Thì cộng dây này em bán giá 200 ngàn, mã là 2042. 2042 với giá 200. Rồi, ở đây là một cái bộ vít mini nhiều mũi nè, nhiều mũi của thằng Tuôn May, nội địa Nhật. Tuôn May đây, in Japan đây. Nhỏ thôi, nó chỉ nhỏ xíu như thế này nè, nhỏ. Và em kèm thêm cái này luôn, một cái sủi nội địa Nhật. Chưa sử dụng, còn tem nhãn nè, thép không gỉ. Cái này kích thước của nó ngang chắc tầm khoảng 4,5 cm. Cặp này thì bán giá 100, mã là 1260, 1260 với giá 100.000. Mọi người nhanh tay đặt hàng, tại vì một số anh em đến trễ trễ khoảng 15-20 phút là có một số cái mặt hàng nó đã bán rồi, một số thì còn, nhưng một số đa số là bán rồi. Cái nào mà hot anh em thích đó thì thường là bị bán rồi hết rồi. Rồi, ở đây hôm trước em đã có bán một cái những cái cờ lê ở cái đuôi chuột nè. Hôm nay còn lại tồn là 2 cái rất là đẹp, chuột này cao cấp lắm, lobster lobster nè. Rất là dài nha, cái này nó dài nó dài 35 và 35, rất là nặng tay, rất là đẹp luôn, làm rất là sắc sảo. Anh em đã sử dụng rồi, đã mua rồi thì khi mà cầm trên cái đôi chuột, trên đôi tay, trên tay thì biết là nó chất lượng như thế nào này ha, rất là cực kỳ chất lượng luôn, mới chưa sử dụng, full mới. Thép Alastair nè, Alastair của thằng Luster. Ở đây có nguyên cặp. Hôm trước thì bán 280 một cây, nhưng mà hôm nay là cuối năm giảm giá, bán nguyên cặp 500 ngàn, cặp 500. Nguyên cặp thì có các số là 22, 24 và cái 24, 27. Đó, cặp này hai cây, một cây 22, 24, một cây 24, 27. Cặp là 500, 500. Đây, để em xem nha, đuôi chuột. Cặp đuôi chuột mã 9189, 9189. 9189 thì nguyên cặp á, cây này giá 280 một cây, nhưng mà giờ bán 2 cây là 500, 2 cây 500. 91, mã là 9189. Rồi, ở đây nguyên một đống. Thật ra thì nó cũng mấy món đây, tức là đây nè, lục giác hàng bãi. Ở đây là 10 ly, 8 ly, 6 ly, một số cây đó. Ở đây thì bộ này thì bộ China, nhưng mà đủ số mới luôn nè. China xuất Nhật.
8 cây. Với đây nó có mấy cái hai cái cà lê như thế này, cà lê nhiều số. Rồi tất cả là giá 100.000. Cả là giá 100. Mã là 9380. 9380 với giá 100. Giá 100 cho tất cả nha. Rồi, tiếp tục là cái ở đây hôm trước mười mấy 20 cái gì đó, giờ còn 3 cái nè. Cái xịt hơi, một cái 200, mã 2041. 2041 với giá là 200.000. Một cái xịt hơi Thụy Sĩ Wismax. Đây. Wismax của Thụy Sĩ. Rất là bền. Là mần dừa coi nhưng mà rất là tốt nha. Rồi, giá là 200.000 một cây. Ở đây còn được 3 cây đó. Rồi, ở đây là một đống một số cây cái kiểu vít, nhưng mà nó là cái lục giác. Giác của thằng BB Thụy Sĩ. Đây. Nó có mấy cây luôn để cho anh em sưu tầm. Đây là những cái đầu này, là đầu vít dẹp, cái dẹp dài. À, đây là đầu lục giác. Đây là lục giác. Lục giác này như là lục giác số mấy thì nó không để ta. Số 3, lục giác 3 ly. Lục giác 2,5 ly. Nè, ly B. BB. Wismax. Tất cả là BB hết. BB hết. Đây cũng là BB, cũng là cái vít dẹp, chiều dài nó khoảng 3 tấc á. 30 cm. Và cây này mới nè, mới chát luôn. À. Còn cái cây này thì là cái đầu lục giác dặn ốc, mở ốc cũng của Thụy Sĩ hết. Cái bộ này là Thụy Sĩ. Cái bộ này. Nhưng mà nó nhiều cái loại đầu khác nhau. Cái này thì đầu lục giác nè, đầu giác này 9 ly. 9 ly. Anh em có thể về vệ sinh thật mới xong để sưu tầm. Cái này thì đầu mũi vít dẹp cộng 2 BH2 thì xỉ hết. Đây thì cái này thì nó là đầu mở lục giác nữa. Cái này mở số 10. Mở số 10 hoàn toàn là của Thụy Sĩ hết nha mọi người. Có một cây này mình thấy nó cũng chung với cái này, mình để vô luôn. Của KTC. KTC thì sánh vai ngang với ngày luôn ha. Cũng ngang bằng về những cái thương hiệu cao cấp. Này thì số 11. Đó. Thì tất cả đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây. 8 cây nha mọi người. 8 cây. Em bán với giá 600, mã là 2035. 2035. 2035 với giá là 600 cho 8 cây này. Rồi, đây cũng bọc nữa nè. Bọc này. Đây thì những cái cà lê. Mình bán với giá là 200, mã là 7468. 7468 với giá là 200. Thì cà lê này ở đây nó mấy cây á, khoảng mười mấy cây, rất nhiều mớ luôn. Mớ này thì nó hàng nội địa có, hàng China có, nhưng mà đa số thì hàng nội địa. Nè, hàng này hai cái top nè, phone vậy nè, của nội địa luôn. Chung là các số, nè, đóng vậy nè, khoảng 18 cây đó, neon vậy nè. Cũng nói chung là hàng nội địa, đa số là hàng nội địa không ấy. Moto, Toyota, Toyota luôn. Đa số là hàng nội địa, chỉ có một cây hai cây gì là hàng China thôi. Những cái kìm pro này là hàng nội địa luôn, nội địa hết. Cái này thì ship nó hơi nặng tại vì nó số lượng nhiều nè,
nặng thì khoảng 50-60 ngàn vậy. Rồi, giá này 200, mã là 7468, 7468 với giá là 200. Cái đó quá rẻ luôn rồi này, cái đó là hình sự rất là rẻ. Ở đây là một cái bộ dĩ dích nè, bộ dích mã là 2795 của thằng Vessel. Đây nó có 5 mũi hai đầu, tất cả là hai đầu hết. Đây, cái này là nó dùng để nó xỏ vào cái thắt lưng của mình đó mọi người. Cái này nó chế nè, xỏ vào thắt lưng. Mình nhét những cái mũi dích này vô thì sẽ không bị rớt khi trèo lên cao để sử dụng. À, cái này thì giá là 200, mã là 2795, 2795 với giá 200. Rồi, đây là cái bun tu nội địa Nhật của thằng Rakuda vậy nè. À, kích thước của nó là chiều dài 150 và cái đầu là 10 ly. Đầu 10 ly chứ cái đầu ở dưới này, trên này quá. Đầu ở dưới này sao được 10 ly. Đầu dưới này chắc tầm một vài ly. À, cái này bán giá 50. Mã là 6531, 6531 với giá là 50.000 cho cái cây này. Bun tu này. Bun tu đó dùng để lối đồ nữa mọi người. Lối các đồ ấy ra. Rồi, đây là cái kìm cắt. Kiểm cách tuốt dây điện cắt xéo đây của ông nào không biết nè, có cái hiệu hình cái núi nè, cắt xéo tuốt dây điện còn khá là đẹp. Cái này thì kích thước nó chỉ có 125 thôi, 125, mã là 2040 với giá là 80, 2040 với giá 80.000. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha, tại vì ở đây cuối năm cho nên là một số cái bán rất là rẻ dọn dẹp thôi. Rồi, ở đây là cái kéo, cái kéo này với cái kéo này với cái cạo này, như cái này chung chúng ta để xem cái 436 kéo rồi, đúng rồi. Kéo bonsai. Kéo bonsai. Đây nó có cái lỗ nhỏ này là phải là bị mẻ mà là nó dùng để nó hầu như là nó cắt cái cành để lột vỏ hay sao đó, để mà chiếc cành chiếc ấy rồi đó. Không biết công dụng nó sao đó, nhưng mà là nó làm hai cái lỗ này là của nó luôn, là nó làm chứ không phải là bị mẻ, hai bên đều có hết nè. Cái này hàng thủ công, có điều đó cái mỏ nó bị cong đó, cái mỏ nó bị nhéo nè, thấy không. Với cái cạo này là cái cạo kiển, cạo uống nhánh uống cành bằng đồng thau. Thì hai cây này bán giá 150, mã là 1436, 1436 với giá 150. Và hôm nay là nếu mà mọi người chốt hàng là em sẽ gửi hàng luôn, ít nhiều gì cũng gửi nha. Tại vì hiện tại là đến 25 tay là họ không nhận gửi nữa. Và 25 tay mà gửi một, nếu mà đây tới ngày đó là gửi thì khoảng cái này gửi thường là một tuần mới đến, một tuần hơn mới đến hàng mới đến nơi. Cho nên là rất là chậm. Mọi người đặt hàng bây giờ thì em gửi bây giờ thì đến đó là gửi khi mà nhận được thì cũng gần Tết luôn rồi. Rồi, cây này rất là ngộ nè. Cây này hình như là nó là thép không gỉ đó, thép không gỉ, đúng rồi, thép không gỉ nè, cái mình ở ngoài nhìn thấy nè. Cây này thép không gỉ và dùng để kẹp mài sửa gì á. Nè, cái này nó không có hở luôn nha mọi người. Nè, cái đầu hở nó không có luôn. Hai cái lưỡi kẹp này rất là hay. Nó kẹp nó làm những cái đồ gì nhỏ nhỏ hoặc là mỹ nghệ vậy đó. Nè, nó không có bị hở, cái chỗ đầu này nó không bị hở luôn. Và chiều dài của nó thì khoảng được 170, chiều dài nó 170 đó, không có găng. Tức là nó kẹp nó bẻ cái gì vậy? Không có găng. Thì cái này bán cái giá 130, mã là 2037, 2037 với giá 130.000. Không bị gỡ lắc nha mọi người, kìm này không bị gỡ lắc, kìm này ra còn mới, rất là mới. Rồi, kìm mũi nhọn hiệu Victor rất là đẹp luôn. Màu đen huyền. Rất là đẹp. Cái này thì kích thước của nó là 125 quá. 150 mọi người, 155 nè, kích thước nó là 155 nè. Đây. Còn rất là đẹp, răng đẹp lắm nè. Không bị gơ lắc các kiểu, không gơ lắc cái này, không bị gơ lắc nè. Còn rất là đẹp khoảng 80%.
của Victor nội địa Nhật. Cây này em bán với giá 100, mã là 2043, 2043 với giá 100.000 cho cái cây này. Rồi, ở đây là cái thước thủy Ebisu Diamond nội địa Nhật. Ebisu Diamond là một trong những cái thương hiệu làm thước thủy rất là chất lượng cao. Không thua gì sinh qua, còn cao cấp hơn sinh qua đó. Đây, máy Instrument. Cây này em bán với giá là 170, mã là 2039. 2039 với giá 170.000. Rồi, kế tiếp đó là cái kiềm cắt hiệu top. Ồ, cái này cắt ra màu đen viền rất đẹp nè. Lử rất là sắc luôn. Nè. Không có lỗ hở, không bị nhâm nha. Lử rất đẹp. Stop nội địa Nhật. Kích thước của nó là 150. 150. Để cắt thử cho mọi người xem. Ôi, khó chê rồi. Thấy không? Rất là ngon lành luôn. Cái này em bán với giá 100 mấy rồi, 160 mọi người, 160 là kèm theo cái kèm mũi nhọn này. Đây, kèm mũi nhọn của hiệu top luôn. Kèm này thì nhỏ thôi, kích thước của nó chỉ 125 à, cũng rất đẹp luôn nè. Nhưng mà cái cán hơi xấu thôi đó, không bị gơ lắc nha. Cái này là còn rất là tốt, không gơ lắc nha. Cái này, hai cặp này bán giá 160, mã là 2036, 2036 với giá 160.000 cho cái cặp tóc này. Rồi, đây là cái kèm sắt vậy đây nè. Ông này là mã kẽm và nó có cái độ gích, nó không được trơn tru nè, không được trơn tru, nó tới đây thôi à. Đó, nó mở ra nó không bị, nó hơi bị cứng, không bị trơn tru, không được trơn tru lắm. Kích thước chiều dài nó thì 150. Hiệu sắt này nè, hàng nội địa luôn đó. Cái này thì em bán với giá 90, mã là 2034, 2034 với giá 90.000. Cái này nó mạ rơm nên rất là bóng bẩy. Rồi đây là quả dội, quả lập lòn, quả dội hàng nội địa. Cái này chắc nó nặng tầm, quả này nó nặng được nửa kg, 0,5 kg, 500 gram đó. Mã là 2038 với giá là 80, 2038 với giá 80.000. Rồi, kế tiếp nữa đó là cái ba bốn cái mũi vít này nè, cái vít này nè, vít BH2 của thằng Anet, và chiều dài của nó là 100 mm. Thì một cặp như thế này là giá 80, mã là 2032, 2032 với giá là 80.000, 80.000 một cặp. Ở đây có hai cặp. Đó. 2762, mày lại xem nha. Có mấy món, mấy cái này. Đây, 2762 đây. Bảy chục ngàn một cặp. Đây, nó ngắn hơn chút xíu. Đó là 80, cái kia nãy là 100, cậu này là 80, cũng có anet luôn. Đuôi lục giác mới chưa sử dụng, BH2 cộng, BH2, giá là 70.000, 70.000, mã là 2762 với giá là 70.000. Nó có hai cặp á, đi đâu cặp rồi. Cái bóng ghim, giá 100.000. Bóng ghim này của Made in Đài Loan,
Made in Taiwan, hiệu mát, hiệu mát là hiệu nội địa nhưng mà là Made in Taiwan. Đây, Taiwan. Bấm ghim. Bấm ghim này thì ở ngoài có bán cái ghim á. Mã là 7548, 7548 với giá 100.000. Rồi, ở đây là những cái kìm Trung Quốc. Kìm Trung Quốc nha. Kìm mới có, cũ có, lỗi có. Đây nó được 5 cây. À, kìm này mới nè, kìm cắt mới nè. Nhỏ thôi. 125 á. Đây hai cây này chưa sử dụng. Còn đây là cây kìm răng nhỏ 125 à. Đây là cây kìm nhọn. Kìm nhọn là hàng nội địa nè. Cái kìm này kìm nhọn hàng Đài Loan. Đó. Không có cái ấy. Thì tất cả là 5 cây. 5 cây thì bán giá 100, mã là 9381. 9381 có giá 100.000. Lưu ý là những cây kìm này là hàng China, xuất Nhật, không phải là hàng nội địa. Nội địa thì không có giá đó đâu. Cái cây này là bán kiếm lời đó. Thì nó cũng nặng lắm. Rồi, mình cũng hết cái video, nó hết thời gian rồi. Để em cắt chuyển tiếp cái video cái nữa. Cảm ơn mọi người đã xem. Số điện thoại của em là 0933119646. Hàng đặt hàng mọi người sẽ nhắn tin vào số điện thoại này. Những tin nhắn với em không có phản hồi lại, tức là những cái sản phẩm đó em đã bán rồi. Rồi, chào mọi người.